Năm nay 35 tuổi, mình tốt nghiệp trường du lịch chuyên ngành chế biến món ăn. Năm nay cũng được khoảng gần 15 năm trong trong ngành nấu ăn. Mình cũng đã từng làm việc tại nhiều đơn vị khách sạn lớn bé và từ 3 đến 5 sao của những chuỗi khách sạn hàng đầu Việt Nam. Cũng đã từng kinh qua tương đối nhiều các vị trí khác nhau và hiểu biết được nhiều nền ẩm thực vùng miền của các miền trong đất nước Việt Nam. Trong cái công việc nấu ăn thì một một người đầu bếp thường là sẽ có một cái nhiệm vụ khác nhau. Mình thì đã từng là bếp trưởng của các khách sạn từ 3 đến 5 sao rồi. Thì cái level thì biết nói thế nào, bởi vì là đã lên đến tầm bếp trưởng rồi thì tất cả mọi nhiệm vụ, tất cả mọi cái khẩu vị ăn uống gần như là mình phải quyết hết và để đưa lại phục vụ một cái khẩu vị ăn uống, một cái chất lượng sản phẩm của mình làm ra được khách hàng là tin tưởng và là sự lựa chọn số 1 của doanh nghiệp. Nói về cái tình yêu của sông Lam Nghệ An á, thì mình không biết là nó có từ bao giờ trong con người mình, bởi vì mình tin chắc rằng gần như là nếu như là con người xứ Nghệ á, thì hầu như trai gái già trẻ nam nữ đều có một tình yêu chung. Đấy, mình nhớ là ngày xưa là mình theo đến theo chân các anh chị, là thời mình đang còn lớp tầm khoảng 90 tuổi, theo chân các anh chị vào sân Vinh xem bóng đá. Thì ngày xưa thì cứ xin các anh chị là cho theo cùng, bởi vì một vé là có được một bé đi vào cùng. Có những trận mình nhớ mà bởi vì là cái sự nhiệt huyết của sân Vinh, một chảo lửa Thanh Vinh khi nào cũng kín mít, mà có một vụ mà bây giờ mình còn như in nhớ nhìn trong đầu là bị sập cái dàn xé đấy. Trận đấu đó thì là sông Lam Nghệ An vào thì tất cả tung hô, thì mọi người vé là không còn nữa, sân Vinh như thế mà chật kín, thì họ treo lên cái mái tôn của dàn xé đấy để xem, và vào thì sập, thì đó cũng là một tai nạn. Thì cái tai nạn đó thì cũng cũng rất tiếc, thì là cũng có nhiều người cũng bị thương, nhưng mà đó là đủ hiểu thấy được cái tình yêu cuồng nhiệt của người Nghệ An cho bóng đá như thế nào. Đó. Sau này lớn lên rồi thì mình lại thường xuyên đi mua vé, có những trận đấu như ví dụ như sông Lam Nghệ An gặp Hoàng Anh Gia Lai, hay là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, những đội mạnh ấy, thì rất chi là khó mua vé và rất chi là đông. Đó, thì có nhiều lúc mình cũng còn phải tranh thủ giờ làm để đi mua vé, sắp xếp lịch làm để mà xem bóng đá sông Lam Nghệ An. Đó, cho nên là mình cũng có nhiều người bạn nói là bây giờ vào sông Lam rồi thì sông Lam đang ở cuối bảng như thế, thì họ cũng rất là buồn và cũng là cố gắng lên để mà hoàn thành nhiệm vụ, cũng là gọi là niềm tự hào của tỉnh nhà. Mình đến với sông Lam Nghệ An cũng rất là tình cờ, đó là trong cái dịp gọi là Covid của dịch đại dịch toàn thế giới cũng như nước Việt Nam, thì mình cũng là người làm du lịch, cũng là người ảnh hưởng rất chứ là lớn, cực kỳ nặng nề của đại dịch, thì cũng là ở nhà để tránh dịch cũng như bao người khác thôi, cứ ở yên ở nhà là yếu tố cuộc thôi, nhưng mà cũng là công việc thì cũng phải là mưu sinh kiếm tiền để mà nuôi gia đình ấy. Thì là mình cũng tìm hiểu, bởi vì là mình rất chỉ là yêu bóng đá, rất chỉ là thích bóng đá, và nhất là mình là con người xứ Nghệ nữa, cho nên là mình luôn cập nhật cả cái trang, cả cái Facebook cũng như là báo chí mà liên quan đến bóng đá, nhất là bóng đá sông Lam Nghệ An. Và mình cũng được biết là tập đoàn Tân Long ấy, là về là tài trợ cho sông Lam Nghệ An, một cái tập đoàn rất chứ là mạnh về nông nghiệp.
Thì lúc mà mình biết được là tập đoàn Tân Long tài trợ, mình chỉ biết được trên TV có ký kết hợp đồng các thứ á, thì mình cảm thấy là rất là vui, bởi vì sông Lam Nghệ An lúc đó đang là đến bây giờ luôn đang là đứng nhóm cuối bảng xếp hạng. Chính vì lại cái duyên là ở nhà tránh dịch, cho nên là mình có thời gian để đọc báo rồi là xem các tin tức là của nội bộ câu lạc bộ, thì mình mới thấy được là sông Lam Nghệ An đang cần một bếp trưởng để mà đưa kiện toàn lại cái bộ máy bếp và đưa những cái gì tốt nhất đến với các đội trẻ, đến với nguồn dinh dưỡng của các cháu đang tập luyện, để làm sao mà mình câu lạc bộ phục vụ tốt nhất cho các cháu sông Lam Nghệ An. Đấy, thì là đáng tuyển rất là gắt gao, đòi hỏi cực kỳ là cao cho cái vị trí bếp trưởng đó. Thì mình cũng cũng rất là tự tin, bởi vì mình đã từng làm nhiều nơi các khách sạn lớn của cả nước rồi, mình rất là tự tin mà cũng lại là bỡ ngỡ, bởi vì là mình vào một môi trường mới, mình liệu mình có đáp ứng được hay không. Thì mình là gặp ban lãnh đạo của tập đoàn Tân Long cũng như là của câu lạc bộ ở sông Lam Nghệ An là xin ứng tuyển thi tuyển vào, và rất là may mắn cũng tự hào là được được ban lãnh đạo, được tập đoàn là tiếp nhận vào để mà đảm đương cái vị trí bếp trưởng của sông Lam Nghệ An. Đấy, cũng làm những cái khó khăn thách thức, nhưng mà mình tin là mình sẽ là hoàn thành nhiệm vụ, có một phần nhỏ bé nào đó cho nền bóng đá tỉnh nhà đi lên. Cái công việc của mình thì nó cái khó khăn đầu tiên thì hầu như là một người nhân viên mới vào, nhất là nhân viên cấp trưởng vào, thì khó khăn là cái văn hóa doanh nghiệp. Đấy, văn hóa doanh nghiệp mình phải học lại văn hóa doanh nghiệp, làm quen với văn hóa doanh nghiệp mới. Đấy, giờ giấc môi trường làm việc thì gần như là cái nghề của mình thì cứ khi nào là ăn uống là mình có mặt. Đấy, buổi sáng thì đến kiểm tra chất lượng hàng hóa, rồi là tập trung vào chế biến món ăn, rồi là suy nghĩ xem là có những cái gì để đưa vào là món mới, dinh dưỡng mới để mà các cháu được thay đổi là thực phẩm thực đơn thường xuyên, để là các cháu những cái bữa ăn của các cháu nó tốt hơn, ok hơn. Đấy, đó cũng là những cái gì mà các chú các bác ở trong ban hậu cần của câu lạc bộ muốn gửi gắm đến các cháu là hãy cố gắng tập luyện, còn mọi cái vấn đề sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ ban huấn luyện sẽ tạo điều kiện hết sức và nỗ lực hết mình để các cháu đạt kết quả tốt nhất cho câu lạc bộ. Một ngày làm việc của mình thì ban đầu thì bây giờ mình đã vô guồng ổn định rồi, thì mình làm việc tầm khoảng 6:30 là mình đi làm, đến giờ đó thì là nhận hàng, kiểm tra các cái chất lượng hàng đảm bảo hay không, và phân chia thực phẩm để cùng mọi người tập trung chế biến món ăn cho kịp thời phù hợp. Đó, đến giờ thì làm sao đủ đúng giờ là có tất cả mọi món ăn ở lên trên bàn tươm tất cho các cháu đi tập luyện về là vào mâm cơm nóng hổi, ngon ngọt. Cái thực đơn, các cái kế hoạch thực đơn hàng tuần, nguồn thực phẩm, định lượng, các cái calo năng lượng các thứ đó, thì mình cùng ngồi với bạn chuyên gia dinh dưỡng phân tích, đưa ra những cái bài toán là làm sao mà để cho các cháu ăn đủ chất và cố gắng đưa vào những cái cách chế biến để các cháu kích thích ăn uống những cái gì mà chất mà chuyên gia dinh dưỡng muốn đẩy vào trong cơ thể. Nhiều khi mà mình đủ lượng đủ chất rồi mà mình chế biến nó không không được hợp khẩu vị thì các cháu lại không ăn đến đến khẩu phần đó, thành ra là nó không được hoàn thiện hơn cái bữa ăn.
đó thì đang hoàn thiện dần dần từng tuần và sẽ thay đổi, cập nhật thay đổi thực đơn liên tục, thay đổi cái khẩu phần ăn, khẩu vị ăn cũng như là các cái chất lượng mới để cho các cháu là ngày một tốt hơn. Mong mỏi của mình muốn đó, thì khoảng tầm một tháng một lần là tổ chức một buổi party nhỏ làm phê cho các cháu. Với các cháu mà lứa tuổi ú lớn rồi đi thi đấu ở khách sạn nó phê nhiều rồi ấy, thì các cháu đã quen rồi. Nhưng mà với các cháu tầm ú 9-10 mới vào ấy, thì sẽ hướng cho các cháu một ăn buffet. Ăn buffet thì mình mới biết được là các cháu thích ăn những cái gì hơn, và từ đó mình đẩy cái những món đó, đẩy cái cách chế biến đó để thường xuyên hơn trong những bữa ăn. Rồi để tập cho các cháu lứa tuổi đang nhỏ là biết được buffet. Rồi khi nào trưởng thành ra ngoài xã hội ấy, thì lần đầu tiên gặp những cái cách ăn uống theo kiểu hiện đại ấy, là các cháu không bị bỡ ngỡ, và để cho một sông Lam Nghệ An chuyên nghiệp từ ăn uống đến thi đấu thể dục thể thao. Thì mình muốn gửi gắm đến các cháu cũng như các bậc phụ huynh là vào sông Lam Nghệ An có tập đoàn Tân Long, có ban huấn luyện, có các chú di hậu cần, thì tất cả mọi chế độ dinh dưỡng từ sữa, thực phẩm, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối đều được trang bị cực kỳ đầy đủ. Cho nên các cháu không nên đưa những thực phẩm ngoài vào ăn, nó gây là vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó, và nó sẽ là có những cái chất dư thừa không tốt cho sức khỏe, thì như thế nó sẽ ảnh hưởng đến là chất lượng thi đấu cũng như tập luyện của các cháu. Thường thì gọi là trong khi làm việc á, mình chiều hay là buổi chuẩn bị các cháu ăn á, thì mình mới có một xíu thời gian tầm khoảng 10 phút thôi, mình hãy ra ngoài xem các cháu tập luyện. Bởi vì như lúc mình đã nói á, lúc đầu mình đã nói với con người Nghệ An, chỉ cần được xem bóng đá thôi là đã cảm thấy vui lắm rồi, chứ chưa nói đến là tập luyện được thi đấu. Mình thì đá bóng thì kém, bởi vì là vì công việc cho nên cũng ít khi được tiếp xúc thể dục thể thao. Nhưng mà trong công việc nó tương đối mệt đấy, thì ra ngoài gọi là hóng gió một xíu, nhìn các cháu tập luyện, các cháu ghi bàn trong khi tập luyện, các cháu sút, rồi là nhìn các thầy hăng hái để mà hướng dẫn các cháu, cho dù trời nắng hay mưa mọi người cũng đều tập trung hết. Đấy, thì tự nhiên là cảm giác cái mệt mỏi trong công việc của mình ấy, nó bị xóa tan hết. Và khi các cháu vào thì lại có một nụ cười rất là tươi mới, để các cháu có một bữa cơm ngon và tốt hơn. Đó. Về cái định hướng của tập đoàn cũng như câu lạc bộ là tìm những cái người đầu bếp chuyên nghiệp và tìm những chuyên gia dinh dưỡng có năng lực, tài năng phối hợp với nhau như thế. Thì quả thật là mình vào đấy mình cũng không thể ngờ được luôn. Đấy, cho nên là mình thấy là mọi cổ động viên, các bậc phụ huynh và những người yêu bóng đá Nghệ An hãy yên tâm và tin tưởng ở tập đoàn cũng như là ban huấn luyện, ban hậu cần. Đó, bởi vì mọi cái chế độ, mọi cái đường đi của tập đoàn cũng như là ban huấn luyện đề ra mình thấy rất là chuyên nghiệp, rất tốt. Và mong là các cổ động viên yêu bóng đá tỉnh nhà hãy đặt niềm tin, gửi trọn niềm tin vào sông Lam Nghệ An, một kết quả tốt nhất trong sắp tới. Có một cái là mình rất là bất ngờ ngạc nhiên, bởi vì mình làm ở khách sạn lớn tầm sáu, mình tầm phục vụ cả thủ tướng cho đến là những nguyên thủ quốc gia lớn của Việt Nam, thì mình thấy là cùng có người Việt Nam cả cùng phải ăn cơm đấy. Thì cho nên là mình thấy là có cái gạo ở đấy,
có cái chất lượng gạo mà đưa vào cho nấu ăn cho các cầu thủ cũng như là các cháu cũng như ban huấn luyện, thì mình thấy là cái chất lượng gạo cực kỳ tốt. Đấy, và mình cũng với là người đầu bếp, mình là người đầu bếp làm việc gần 15 năm rồi, mình cũng chưa bao giờ tiếp xúc với là cái gạo như thế. Thì một lần nữa với một con người làm nghề, một con người yêu bóng đá, thì cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập đoàn Tân Long đã tạo điều kiện cho những cái chất lượng sản phẩm, nhất là gạo, là đưa vào để cho các cháu, các bạn huấn luyện của tất cả mọi người sử dụng. Và mình mong muốn là bởi vì nó tốt như thế thì mình mong muốn là những người ông đã, những người dân Việt Nam hãy tin tưởng lựa chọn gạo của cái chất lượng gạo của tập đoàn Tân Long, tập đoàn gạo xuất khẩu. Là một người đầu bếp, tôi nghĩ đỉnh cao nhất của nghệ thuật nấu ăn, của một món ăn, chính là giá trị sản phẩm, chính là giá trị cảm nhận của một người ăn. Như tôi ở khách sạn thì là khách hàng, còn ở đấy là những cháu, là những đồng nghiệp của mình. Đấy, khen ngon, khen tốt là cái đỉnh cao nhất. Bởi vì một món ăn mà mình cho là đỉnh cao, mình cho nó là siêu sao, nhưng mà vào một đối tượng họ không thể hợp lý, không thể hợp khẩu vị, thì món đó lại là món bình dân. Nhưng những món mà bình dân nhất, mình chế biến đặt cái tâm tư, đặt cái nhiệt huyết vào trong đó, thì mọi người ăn cảm thấy là rất là tốt. Thì đó là đỉnh cao của món ăn, tức là giá trị cảm nhận của con người ăn. Hiện tại thì tôi thấy là các cái bán tuyển sinh á, thì tuyển sinh rất chi là chặt chẽ từ nguồn đầu vào, từ các cái ú nhỏ nhất, và thấy các cháu đang thi tuyển vào một cách hăng say và nỗ lực. Thấy các cháu cũng có mình nhìn thấy các huấn luyện viên, các tuyển sinh tuyển một cách kỹ càng như thế, thì mình tin rằng là các nhân tài sẽ được dừng lại. Đấy, và hy vọng là một ngày gần nhất các cháu sẽ tỏa sáng cho tỉnh nhà cũng như cho đất nước Việt Nam. Về cái giải V-League ấy, thì không chỉ là tôi nóng lòng để xem trận đấu của Sông Lam Nghệ An, để xem nhà tài trợ mới về là thay đổi mới Sông Lam Nghệ An một cách tốt hơn, mà cả tỉnh nhà đang nóng lòng để xem trận đấu. Tôi hy vọng cái trận mở màn ra mắt của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An được sớm nhất, một ngày gần nhất và được kết quả cao nhất. Chúc câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An giành một thắng lợi kết quả tốt đẹp.